mừng khi được gặp lại quý vị trong chương trình Nhanh Mà Ngon. Anh Thiết nghĩ là mình dừng đi, mình ăn khoảng 2 miếng thôi rồi mình cũng chia sẻ chứ mình không thể nào mà. Có cái vị bùi bùi béo béo rất là ngon, vẫn còn nghe được cái độ giòn của gà luôn. Tuyệt vời. Mời quý khán giả đón xem chương trình Nhanh Mà Ngon phát sóng vào lúc 11:50 các ngày thứ 2, 3, 4, 5 hàng tuần trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.